Những ngày qua số đông mạng rần rần truy tìm info của một nữ sinh đại học được cho là chiếm hữu thần thái xuất sắc, có chút nhẹ nhàng, thánh thiện tựa như nữ thần Lai Năng Si Momo Lan. Quả thực khi nhìn thoáng qua, nhiều người còn ngỡ ngàng nhầm tưởng rằng cô bạn là chị em song sinh với Năng Si bởi từ ánh mắt đến góc nghiêng đều hoàn hảo, thậm chí gần như y hệt bạn dạng chính. Trong bức ảnh chụp qua camera thường, nữ sinh hiện ra nổi bật khiến dân tình không thể rời mắt do quá xinh đẹp, thu hút, góc nghiêng thần thánh toát lên sự thanh tú. Đến khi soi ảnh đời thường càng liêu xiêu hơn gì dù ở bất cứ góc chụp nào, cô bạn cũng vẫn chói chang. Chỉ là học quốc phòng thôi mà có cần thần thái vậy không? Được biết, chủ nhân của bức ảnh ngàn ly ke làm sao xuyến số đông mạng có tên Nguyễn Thị Mộng Cầm sinh năm 2000 đến từ Sóc Trăng, hiện đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành marketing trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Cầm chia sẻ thủ đầu hơi hoang mang, có đôi chút sợ hãi vì đột nhiên thấy nhiều người kết bạn Facebook với mình. Về sau mới rõ nguyên nhân là do bức ảnh của cô bạn được đăng tải trên fanpage gia đình đám hội những người thích ngắm gái châu Á. Cầm cho hay, bức ảnh này do bạn mình chụp trong một buổi lớp mình học môn quốc phòng. Mình muốn đánh dấu nhiều khoảnh khắc làm kỷ niệm về sau nên mới chụp vài tấm nhưng không ngờ lại được mọi người lại mến mộ đến vậy. Vốn đam mê với lĩnh vực marketing, nữ sinh đã quyết định đăng ký vào một số trường đại học có bề dày quảng hồn nghiệm đào tạo, giảng dạy chuyên ngành này. Tuy nhiên sau đó, Cầm lại đến với UTEP như một cái duyên và cô bạn cũng khẳng định rằng đây là một môi trường đào tạo marketing tốt, rất thích hợp để cô bạn gửi gắm 4 năm thanh xuân. Cuộc sống sinh viên của cô gái nhỏ nhắn này chủ yếu hèn xoay quanh việc học tập, làm thêm và cả những lần chạy điếc ly ne quên ăn, quên ngủ để đúng hạn nộp bài cho giảng viên. Cô gái xinh xắn vô tình được cư dân mạng biết đến vì ngoại hình giống Năng Si. Về học tập thì do mình không giỏi mấy môn học có tính toán con số cho nên mình cảm thấy khá gian truân ở những môn này nhưng chính những lúc như vậy, mình biết bạn dạng thân phải nỗ lực nhiều hơn và thường thì mình sẽ hỏi thầy cô cũng như các bạn để hiểu bài thâm thúy hơn. Nữ sinh cho biết thêm. Bên ngoài cô bạn được mọi người nhận xét khá hòa đồng, thân thiện và là một sinh viên nhiệt tình, luôn hứng thú với các hoạt động ngoại khóa, ngay khi mới vào năm nhất Cầm đã cùng cả lớp nhập cuộc buổi dã ngoại và từ thiện, đó trở thành buổi giao lưu để mọi người làm quen, thân thiện và ràng buộc với nhau cho đến tận bây giờ. Cô bạn chia sẻ rằng luôn muốn nỗ lực hướng bạn dạng thân tới hình ảnh một người thiếu nữ tự lập, giỏi giang, mạnh mẽ. Ngay chính quyết định đi học xa nhà và xa gia đình cũng đã định hướng cho Cầm trở thành một người tự lập. Bởi với cô bạn, chỉ có tự lập mới có thể sợ hãi cho những người mình yêu thương mà không phải nhờ ai. Hình ảnh đời thường đầy năng lượng của Năng Si bạn dạng Vu Tết.